Chúng ta chọn master shot. Chúng ta vẽ đối tượng. Nhấn start. 3, 2, 1, go. Master shot là một cái tính năng mà nó sẽ tổng hợp nhiều những cái chế độ bay, những cái quỹ đạo bay ở trong QuickShot tạo thành một cái video. Anh em cùng quan sát này. Anh em thấy đó là cái tiến độ của video nó nằm ở bên phải nhá. Đấy, cái phần trăm nó đang chạy bên phải. Nếu anh em muốn dừng ngay thì anh em nhấn vào cái nút đỏ đó là dừng ngay đó. Còn không thì chúng ta để cho nó quay. Ronnie, nó sẽ bám vào cái chủ thể mà chúng ta lấy ban đầu, đó là cái đối tượng ở chính giữa màn hình đó. Circle, các thứ, các cái quỹ đạo bay nhỏ 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 thì nó sẽ gom vào thành một cái video. Rocket này anh em, đây là tính năng rocket, là phóng thẳng lên trời và camera đao xuống phía dưới. Tính năng như này rất là tốt để anh em tạo thành một cái thước phim rất là đẹp luôn. Kết hợp với cái khung cảnh, bối cảnh đẹp nữa thì rất là đẹp luôn đấy. Rồi, sắp xong cái master shot của anh em. Ok, master shot hoàn thành rồi thì máy bay nó sẽ tự đáp về cái đầu chúng ta bắt đầu nha. Đấy, chính xác cái vị trí đó luôn. Và nó tự tạo thành một video cho anh em xem luôn. Chọn vào cái ô vuông rồi là kéo xuống QuickShot. Ok, trong QuickShot này thì chúng ta sẽ có là rất là nhiều những cái nhỏ nhỏ khác. Đầu tiên là cái Ronnie, anh em nhấn Ronnie này. Vẽ khung vào đối tượng. Nhấn Start. Anh em có thể chọn được cái khoảng cách ở phía dưới cái chỗ mũi tên nhỏ nhỏ nhá. Anh em nhấn vô này thì nó sẽ chọn là 30m, 40 hoặc 50 cái bán kính. Bây giờ mình sẽ chọn 30m thôi, gần thôi. Rồi nhấn Start. Đi là nó sẽ bay lùi ra xa bằng cái khoảng cách là 30m chúng ta cài, và sau đó là trở lại vị trí ban đầu, bay với một cái góc là 45 độ so với cái mặt phẳng. Ronnie đã hoàn thành. Bây giờ mình tiếp tục này anh em này.
chúng ta chọn rocket, vẽ khung và nhấn start. Đó, rocket này anh em, phóng thẳng lên trời, camera hướng xuống dưới. Khoảng cách 30m là khoảng cách từ cái độ cao tính từ cái vị trí mà nó đang đứng anh em nhá. Ví dụ như flycam chúng ta đang ở độ cao 10m thì nó sẽ bay thêm 30m là thành 40m. Anh em lưu ý chứ không phải là độ cao so với cái mặt đất đâu. Tiếp theo anh em chọn tính năng số cồ này. Ta bay vòng tròn anh em ạ. Đấy, nó sẽ bay quanh chủ thể. Anh em thấy sao? Đấy là tính năng circle. Xong. Rồi tiếp theo thì mình sẽ chuyển qua tính tiếp theo, đó là helix, bay xoắn ốc, vẽ khung. Nhớ star. Đây là tính năng helix. Bay xoắn ốc tức là bay nó sẽ tăng cái bán kính ra. Đấy, càng ngày bay càng xa chủ thể. Bay vòng tròn và bay xa ra nữa. Tiếp theo thì mình sẽ chuyển qua boomerang. Rồi, đó là boomerang. Tiếp theo chúng ta có asteroid. Cái này khá là hay em này. Cái cuối cùng rất là hay nhá. Vẽ ra và nhấn start. Cái cuối cùng là cái đặc biệt nhất trong cái quick shot. Anh em cùng xem này. Nó sẽ lâu hơn những cái chế độ khác. Con flycam mình báo pin yếu rồi anh em ơi. OK, với dòng flycam DJI là con Mini 4 Pro này thì
pin mà dưới 10% thì anh em không có quay cánh lên được nhá. Hiện tại mình bay thì còn khoảng tầm 7% pin thôi, quay cánh không có được này. Đấy, không có lên được, là dưới 10% chúng ta không bay được. Cái thứ hai đó là khi mà pin anh em pin bay mà về ngưỡng 10% là nó sẽ tự động hạ cánh em nhá, tự return to home. Đó, tự return to home, và lúc đó thì chúng ta cũng không thể cancel return to home được luôn đấy. Anh em lưu ý nhá. Nếu anh em muốn chủ động nó return to home mà nó cho nó an toàn thì anh em trên 10% anh em phải return to home liền. Đấy, còn nếu nó đã chủ động return to home, pin yếu là anh em không có cancel được nữa. Chúng ta lưu ý nhá.